Sáng ngày 23 tháng 9, Công an thành phố Đà Lạt khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra vụ cháy xe taxi 7 chỗ trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Một người dân tại địa điểm chiếc xe bị cháy cho biết, rạng sáng ngày 23 tháng 9, người dân đi đường phát hiện một chiếc xe 7 chỗ đang đậu bỗng bị bốc cháy nên đã hô hoán người dân xung quanh dập lửa. Người này cho biết thêm, lửa bốc lên rất nhanh và mạnh. Người dân phải dùng hai bình chữa cháy loại lớn mới làm ngọn lửa dịu đi và không lan rộng sang những phần khác trên xe. Ghi nhận của phóng viên sáng ngày 23 tháng 9, chiếc xe taxi 7 chỗ trên bị cháy, hư hỏng nặng phần đầu. Phần cháy nặng nhất là khu vực đèn pha phía trái của tài xế. Toàn bộ phần chóa đèn, hệ thống dây điện bị hư hại hoàn toàn. Đến trưa cùng ngày, chiếc xe được rời khỏi hiện trường.